Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. FIFA AFC bị ám ảnh bởi cầu thủ số 9 của đội tuyển Việt Nam, thẳng tay làm điều chấn động. Vâng, kính thưa quý vị, Văn Toàn và Đình Bắc là những người ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam để có được chiến thắng rực rỡ 2-0 trước Philippines. Các cầu thủ này chơi rất sông sáo và đã có cho riêng mình một bàn thắng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nhưng cầu thủ được AFC ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đó chính là cầu thủ số 9, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Văn Toàn đã nhận được những thông số toàn diện khi AFC có được sự đánh giá từ các máy tính, cũng như những thông số nhận từ trận đấu trên sân vận động Rizal Memorial. Ngoài việc ghi bàn, tiền đạo mang áo số 9 cũng đã có một ngày thi đấu cực kỳ năng nổ và tạo ra được một vài tình huống ăn bàn đáng chú ý cho các đồng đội của mình. Đây cũng là một pha lập công giải tỏa cơn khát bàn thắng của Văn Toàn sau gần một năm tịt ngòi ở đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất cựu sao Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam đã là từ AFF Cup 2022 vào cuối năm ngoái, với bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào hồi tháng 12 trong chiến thắng 6-0 ở vòng bảng. Bàn thắng của Văn Toàn tới ở phút thứ 16, xuất phát từ đường truyền vượt tuyến của Thái Sơn. Văn Toàn vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi tung cú rút chéo góc hiểm hóc hạ thủ thành Nei Etherit từng chơi bóng ở ngoại hạng Anh. Trong những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam có thêm một bàn thắng vào lưới Philippines do công của Đình Bắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho những chiến binh sao vàng. Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu, Văn Toàn cho biết Trận đầu gia quân chúng tôi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo vô cùng khó khăn. Toàn đội đã thi đấu tốt. Tôi rất tự hào và vui vì ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. 8 tháng qua chúng tôi đã thi đấu với triết lý mới, huấn luyện viên mới, tất cả các cầu thủ đã cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây không phải thành quả lớn lao nhưng là kết quả đầu tiên trong quá trình 8 tháng. Sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Philippines, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn đã điện thoại chúc mừng toàn đội, đồng thời thưởng đội 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch 23 giờ 10 phút ngày 17 tháng 11, đội tuyển sẽ bay về Hà Nội và dự kiến hạ cánh lúc 1 giờ 40 ngày 18 tháng 11 để chuẩn bị cho trận đấu với đội Iraq vào ngày 21 tháng 11. Trưa nay 17 tháng 11, đội tuyển Iraq sẽ có mặt tại Hà Nội. Thắng lợi 2-0 giúp đội tuyển Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng F sau khi Iraq hủy diệt Indonesia 5-1 ở trận đấu sau đó. Ngoài ra, kết quả này cũng giúp dòng vàng có được sự thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA khi đây là một trận đấu chính thức và được cộng số điểm khá lớn. Mặc dù thứ hạng khá chênh lệch, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được cộng tới 9,21 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Philippines. Theo tính toán của Football Ranking, thầy cho huấn luyện viên Chu Dê có tổng cộng 1.245,46 điểm, tăng 2 bậc từ vị trí thứ 94 lên vị trí thứ 92 thế giới. Đây cũng là thứ hạng FIFA cao nhất mà đội tuyển Việt Nam từng đạt được dưới thời huấn luyện viên Philip Chu Tuy nhiên, người hâm mộ của đội tuyển sẽ phải chờ hết trận đấu với Iraq vào ngày 21 tháng 11 sắp tới để biết được vị trí chính thức của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA sau khi tháng 11 khép lại. Nếu thắng Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng tới 15,12 điểm, hòa được cộng 2,62 điểm và thua thì bị trừ 9,88 điểm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chưa phải đội Đông Nam Á có sự thăng tiến nhất trên bảng xếp hạng FIFA sau lượt trận vừa rồi. Malaysia với thắng lợi 4-3 cực kỳ hấp dẫn trước Kyrgyzstan tăng tới 10 bậc lên hạng 130 thế giới. Thái Lan thua ngược Trung Quốc 1-2, tụt 2 bậc xuống hạng 115 của FIFA. Trước đó ở bảng xếp hạng FIFA tháng 10, đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ khi tăng bậc dù có kết quả toàn thua. Thầy cho huấn luyện viên Chu Je nhận thất bại ở cả hai trận đấu giao hữu chính thức trước Trung Quốc và Hàn Quốc, bị trừ 6,89 điểm nhưng vẫn tăng nhẹ một bậc lên vị trí thứ 94 thế giới. Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Philippines đánh dấu khởi đầu xuân sẻ của đội tuyển Việt Nam ở trận gia quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tối 16 tháng 11 tại sân Rizal Memorial. Huấn luyện viên Philip Chuze mang đến sự thay đổi táo bạo trong nhân sự xuất phát của đội tuyển Việt Nam khi tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ. Ông cắt Hoàng Đức và Hùng Dũng trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Thái Sơn hậu vệ Việt Hưng bị loại khỏi danh sách để minh trọng đá chính. Ở hàng thủ, Tuấn Tài, Thanh Bình và Việt Anh đều là lựa chọn tươi mới. Trong khi trên hàng công, Văn Toàn được tin dùng bên cạnh bộ đôi tiến linh Tuấn Hải. Với 5 cầu thủ dưới 25 tuổi đá chính, đội tuyển Việt Nam ra sân với lực lượng trẻ trung bậc nhất trong những lần tham chiến ở vòng loại World Cup. Đối đầu với đội có thiên hướng chơi phòng ngự như Philippines, sức trẻ và sự đột phá là ý tưởng ông Chu Dê lựa chọn để tiếp cận trận đấu. Với đội hình gồm nhiều nhân tố lần đầu sát cánh cùng nhau, đội tuyển Việt Nam gặp khó trong 15 phút đầu, trong bối cảnh các cầu thủ chưa tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, pha ghi bàn của Văn Toàn ở phút 16 đã mở nút thắt của trận đấu. Dù đây là bàn thắng có yếu tố may mắn khi bóng lập bập do va vào chân hậu vệ Philippines, nhưng cho thấy khát vọng của Văn Toàn khi nỗ lực dướn người đến cùng để dứt điểm tung lưới thủ môn Ney 33 tuổi, từng thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Kể từ thời điểm này, đội tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn trận đấu. Sơ đồ 3-4-3 mà ông Chu Dê lựa chọn đã tạo nên những tam giác phối hợp mềm mại. Khi giúp đội khách không chỉ triển khai bóng tốt mà còn rất nhuần nhuyễn bài tấn công biên rồi trả ngược ở trung lộ, đặc biệt ở biên trái với Minh Trọng và Tuấn Tài. Tình huống Tuấn Tài chạy luồn lưng đối thủ, đón đường nhả bóng rồi căng ngang cho Văn Toàn dứt điểm, tiêu biểu cho phong cách chủ động mà ông Chu Dê yêu cầu. Đó là cầu thủ cần tư duy khoảng trống ngay sau khi truyền để toan tính bước xử lý tiếp theo. Việc các tiền đạo di chuyển giật lùi từ vòng cấm về tuyến 2 để khai thác không gian cũng là mảng miếng đội tuyển Việt Nam được huấn luyện kỹ càng và có ít nhất hai lần tận dụng. Khác với những trận giao hữu trước, đội tuyển Việt Nam không còn truyền bóng cầu toàn mà biết điều tiết nhịp độ hợp lý, sẵn sàng tung những đường truyền vượt tuyến, xẻ biên với mức độ rủi ro cao để tạo cơ hội. Làn gió U23 càng mạnh mẽ ở đội tuyển Việt Nam hơn khi trong hiệp 2, Văn Cường được tung vào sân thay Văn Thanh ở cánh phải. Tình huống Văn Cường đập nhả với Văn Toàn rồi bất ngờ bó vào trong khiến hàng thủ Philippines rối loạn. Nhưng Tuấn Hải đã bỏ lỡ cơ hội, làm minh chứng cho những bài vở tấn công đầy tự tin, đặc biệt khi Philippines phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2. Việc tập trung vào chất lượng đường truyền thay vì số lượng và biết tăng tốc đúng thời điểm là điểm cộng của đội tuyển Việt Nam ở trận này. Những cầu thủ trẻ mà ông Chu Dê đặt niềm tin như Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Cường, Đình Bắc đều chơi từ mức tròn vai đến tốt. Pha đi bóng tự tin và dứt điểm ở góc hẹp hiểm hóc của Đình Bắc ở phút bù giờ là khoảnh khắc của sự giải tỏa. Đình Bắc năm nay mới 19 tuổi, trẻ nhất đội tuyển Việt Nam lúc này. Sau bàn thắng, huấn luyện viên Chu Dê đã ôm chặt lấy cậu học trò trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, hình ảnh đong đầy cảm xúc. Trận đấu quả thật đã mang đến cho khán giả và chính những người trong cuộc nhiều xúc cảm. Quan trọng hơn kết quả, các cầu thủ đã tự tin cầm bóng và triển khai lối chơi trên mặt sân không thuận lợi trước đối thủ đá rát như là Philippines. Tuy nhiên bên cạnh điểm sáng hàng công, một vài sai sót của hàng thủ cũng là bài học, suýt nữa phải trả giá đắt mà đội tuyển Việt Nam cần rút kinh nghiệm ngay lập tức. Bởi ở trận đấu tới, đội tuyển Iraq sẽ là chướng ngại vật khó vượt qua hơn rất nhiều so với các học trò của huấn luyện viên Chu Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá đội tuyển việt nam đã rất mở các cầu thủ giữ cự li đội hình gần nhau trong hiệp hai cho thấy sự kiên định với triết lý kiểm soát của huấn luyện viên chu dê đặc biệt khi chiến lược gia người pháp có thời điểm sử dụng tới 6 cầu thủ trẻ ở khoảng thời gian cuối trận tất nhiên vẫn có những điều phải điều chỉnh ý tưởng triển khai bóng của huấn luyện viên chu dê cần thêm thời gian để thành hình bởi đội philippines chưa phải đối thủ đủ mạnh nhưng ít nhất cuộc hành trình dài cần bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên Thua tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippines thừa nhận sự thật phũ phẳng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines, Machine West, đã thừa nhận trình độ của đội nhà vẫn còn kém khá xa so với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên này chia sẻ, Việt Nam có nền bóng đá phát triển, còn chúng tôi đứng rất xa phía sau họ. Tôi cho rằng trận hòa này sẽ hợp lý hơn, dĩ nhiên từ nếu không có trong bóng đá. Những phút cuối tôi hy vọng bóng dài mang lại điều gì đó, nhưng lại tạo điều kiện cho đối thủ phản công và ghi bàn thắng thứ hai. Trong cuộc đọ sức diễn ra vào tối ngày 16 tháng 11 trên sân Rizal Memorial, tuyển Philippines đã nhập cuộc đầy hứng khởi ở đầu hai hiệp đấu. Tuy nhiên sau đó họ lại dần đánh mất thế trận và bị đội tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn trong khoảng thời gian nửa cuối mỗi hiệp. Huấn luyện viên trưởng tuyển Philippines nói Chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu vì tuyển Việt Nam có hệ thống phù hợp, cầu thủ trẻ và ở đẳng cấp khác. Họ đang ngày càng tiến gần đến đỉnh cao của châu Á. Tôi không thể chọn từ 80 cầu thủ như huấn luyện viên của tuyển Việt Nam. Họ có 6 đến 7 người rất giỏi, không có mặt nhưng vẫn thắng hôm nay. Đó là đẳng cấp khác và chúng tôi phải chấp nhận. Dù để thua trận nhưng huấn luyện viên đội tuyển Philippines cho biết bản thân vẫn hài lòng về các học trò và khẳng định việc để thua đội bóng mạnh như tuyển Việt Nam là không có gì bất ngờ cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo